Dạ em chào anh. Em có gì muốn nói với anh không? Nãy em ở trong em chỉ nhìn màn hình thôi thì thấy anh hơi hơi đẹp trai, ra ngoài đây thì thấy đẹp trai hơn nhiều. Trời ơi, bà ơi, có wow. Nhau đâu. Có thơ luôn à, đẹp trai mà đi viết hình thơ luôn à. Có thấy rung không? Dạ rung. Bàn tay của anh hôm nay chắc phải coi cho nhiều người nắm quá. Em cảm giác thế nào mà khi nắm tay anh? Dạ tay của anh rất là ấm. Ấm lắm hả? Nó đang bị sốt đó con ơi. Thấy em muốn nắm không? Dạ có ạ. Ở lỡ nắm tay anh nhưng mà đi không hết con đường thì sao? Dạ không sao, có nắm là được rồi. Đỡ rung chưa? Dạ vẫn còn. Vẫn còn hả? Hay là muốn ôm luôn à? Bà ơi sao bây giờ nó lẹ dữ vậy? Thế hôm nay đến với chương trình em có muốn gửi gì tới mọi người không? Lần đầu tiên em được lên TV nên là em khá là rung. Bình tĩnh nè, bình tĩnh nè. Dạ chắc là em sẽ làm một vài động tác yoga để mình bớt rung hơn. Có chị anh được không? Dạ được, tất nhiên rồi, em rất cảm ơn. Ok, mình lên sân khấu một giờ tập thử nha. Rồi hai chân chúng ta đứng song song với nhau. Tập yoga bà ơi. Hai tay chắp lên trước ngực, thả lỏng tâm trí, chậm rãi hít vào nâng hai tay lên cao, rồi đẩy hai tay của mình ra phía sau vai, hít thở vào, mặt ngẩng lên trần, tận hưởng bầu không khí trong lành, và thở ra thì gập người về phía trước, gập xuống, co gối lại, co gối, đúng rồi, được gập xuống nào, hạ tay xuống. Chân bên phải nào bước ra phía sau. Chân phải. Hạ gối. Rồi hai tay nâng lên luôn. Hít vào. Cái động tác này của con khỉ nó múa hay sao đó ta? Không, người ta làm đẹp lắm. Anh vẫy à, kiểu là thẳng tay ra. Rồi chúng ta hạ tay bên phải xuống. Tay phải nghiêng lường xuống. Bé nó mất phương hướng. Kéo căng phần eo lường ra. À, eo anh hơi mở tí xíu, mình có thể nấp lại được không? Anh tập cái này sẽ làm giảm mỡ eo. Dạ, yeah, bây giờ mình che mỡ lại bớt nha. Đây, eo thon luôn. Không sao, anh mặc áo rồi đâu có thấy eo đâu. Ok, ok, rồi. Anh cứ nghiêng xuống, anh cảm thấy cái phần bên đây nó được căng ra thì nó sẽ giảm mỡ cái phần bên. Anh cảm thấy là cái phần quần của anh nó đang căng ra rất là nhiều. Quần nào, quần nào. Jean con nào. Rồi hít vào, nâng hai tay lên. Thở ra hạ hai tay xuống. Dựng gót chân bên trái lên, đẩy gót chân về phía trước. Bà ơi, tôi thấy một đứa nó như là tập yoga, một đứa nó như là chơi marathon ấy. Chuẩn bị cái thế để chơi marathon. Lại nâng người lên trở lại nào. Rút chân bên phải lên. Nâng người lên, hai tay lên cao. Thẳng lưng lên, thẳng lưng lên, đẹp đẹp lên. Rồi bây giờ mình trụ chân bên phải, co gối chân trái lên. Mở đầu gối ra bên ngoài, hai tay chắp lại ở trên cao. Giữ lại 1 phút. 10 phút. 1 phút trôi qua, hết hồn. Rồi thở ra, hạ hai chân xuống. Chắp tay lại chào mọi người. Rất là may mắn khi mình chưa nghe tiếng sẹt từ bản thân mình. Vẫn còn nguyên vẹn. Thôi bây giờ mình ra với bọn nhỏ đi coi coi nó làm sao rồi. Sau khi giao lưu về hồi hộp của anh ơi. Hoạt động tay chân. Dạ thể lực nhẹ. Thể lực nhẹ. Thì phát hiện ra sức khỏe của chàng trai có vấn đề. Không nhưng mà đến với cô gái này sẽ được chữa lành. Đúng rồi. Yoga rất tốt cho sức khỏe đó em à. Yoga còn tốt cho cái não của mình nữa. Đúng rồi. Anh là nhạc sĩ thì anh nên tập yoga để giúp cái não của mình được thư thái, không có bị chết á. Thì lúc đó anh sẽ sáng tác được nhiều bài hát hay hơn. Ủa anh tưởng là ở bên em là anh là hết stress rồi chứ. Em ơi sao chị cảm thấy hình như em có vẻ tự tin hơn khi em đứng kế cái cô gái này. Phải là cô gái này vừa không đi giày cao gót mà có cái chiều cao nó tương xứng với em không ạ? Chị nói gì vậy? Bạn gái này thật sự là cũng hợp với em mà. Hiểu rồi hả? Lần nữa. Dạ, không biết gia đình họ nhà trai thân mến, lúc đầu thì coi video clip thì thấy là cô gái có vẻ như là hơi cao hơn so với chàng trai của mình. Nhưng ra đây thì có vẻ như là cũng khá là tương đồng. Không biết là mọi người đang nghĩ gì ạ? Nói chung là thấy hai cháu rất là hợp về nghề nghiệp thôi.
Thấy hơi băn khoăn một chút. Dạ. Băn khoăn như thế nào ạ cậu? Thứ nhất là bé thì dạy yoga, nó không theo cái ngành của cháu. Cô có ý kiến gì không ạ? Sao mẹ? Dẫn về ăn cơm được không? Thì do con tìm hiểu đi, thích hợp với nhau thì được chứ. Mẹ chỉ ngại cái này sợ có biết nội trợ giỏi hay không thôi. Tại vì nhiều khi... Chờ em xíu, biết nấu ăn không? Dạ em biết, nhưng mà không có giỏi. Nấu được mấy món? Em đừng nói nấu 10 món mì gói nha, nay ngán rồi. Nấu được một mâm cơm không? Cái chuyện nữ công gia chính này là phải hỏi mẹ. Bây giờ mời mẹ lên đây ạ. Đó, một tràng hớ tay cho mẹ. Cái này phải nhờ mẹ xác nhận mới đúng nè. Vòng đầu cô đã nói rồi, tại vì là cô là giáo viên và chú cũng là giáo viên, cho nên là công việc nội trợ là do bé Bích Vy nó lo. Nhiều món thì nó nấu chưa được ngon thôi. Dạ. Nhưng mà mẹ dạy cho thì cũng biết nấu hết. Như vậy là tốt rồi, gia đình mình ơi. Với lại gia đình có một mình Bích Vy thôi, cho nên là tất cả công việc Bích Vy nó phải làm. Dạ, Như thì được nổi tiếng là chưa có người yêu, nhưng mà mọi người hay chọc là Như con gái một á, nên đến với Như là vừa được có người yêu mà vừa được có tài sản nữa. Tại vì á, người ta hay nói là con gái rượu trong nhà là bao nhiêu của cải là ba mẹ dành cho con đúng hết rồi. Có đúng như vậy không ạ? Đúng rồi, giờ cho con đi cho ai có muốn mình nó. Bây giờ ít nhiều gì là mình cũng được trọn vẹn đúng, đúng không ạ? Đúng rồi. Bây giờ lỡ mà có cái cơ hội rồi sẽ duyên cái cặp đôi này với nhau, rồi lại có thêm một cái cơ hội lớn nữa là dựng vợ gả chồng cho hai đứa nữa thông qua khoảng thời gian tìm hiểu nhau. Thế thì không biết là chị có cảm thấy là tiếc nuối không khi con gái chắc được về nhà chồng ở rồi, lúc mà mình con gái một mà chị? Không, mình bây giờ trai lớn cả vợ mà gái lớn là lấy chồng. Dạ. Cho nên là con gái đến tuổi trưởng thành thì bố mẹ nào cũng muốn cho con có một gia đình hạnh phúc. Thì lúc đó bố mẹ có già, có nhắm một xôi tay thì cũng yên tâm rồi. Tại vì mình gửi gắm con mình đúng lúc, đúng chỗ thì mình cảm thấy yên tâm. Dạ. Thế không biết là hiện nay gia đình mình là đang sống ở đâu ạ? À? Hiện nay gia đình mình đang sống ở Tân Phú. Chắc là nhà biệt thự chị hả? Nói chung là cũng được. Em chơi như vậy thôi. Nhưng thật sự cái giá trị mà chúng ta có đó chính là giá trị về văn hóa, về kiến thức và tư duy, biết cách học hỏi lẫn nhau nữa. Và quan trọng đó là thông điệp của chương trình, đó là tình yêu, tình cảm, cảm xúc dành cho nhau. Một tràng pháo tay xin được cảm ơn hai mẹ con rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều.